Trời ơi trời, chuyện lạ có thật. Ô bây giờ bên nay nó mò về sớm quá nè. Ôi cái thằng này, thằng khùng, mở cửa, mở cửa, mở cửa ra, cái thằng khùng, mở cửa. Sĩ, mở ra. Sĩ. Dạ, anh chờ ông chủ mới về. Chị đem cái này vô cho tôi. Dạ. Ủa ba, công việc ổn không ba? Nói chung ổn. Ủa ý nghĩa gì đây con? Bữa nay đám giỗ mẹ con mà. Hả? Gì vậy ba? Ba đừng nói là đám giỗ mẹ con mà ba cũng quên rồi nha. Nhớ, nhớ xong nhớ. Đám giỗ của mẹ con là ba phải nhớ rồi. Chắc chắn là phải nhớ rồi. Tại sao cái ngày quan trọng như vậy mà mình không nhớ ra được? Ba ơi, vô đi. Con chào ba. Ừ. Công việc cũng ổn hết hả ba? Ổn. Ba ơi, con đã tìm được hôm nay ngày gì rồi? Con suy nghĩ dữ lắm á, con mới tìm được ngày hôm nay là ngày gì đó ba. Có phải ngày hôm nay là ngày tòa tháp đồ của Mỹ bị đánh bom không ba? Ngày 11 tháng 9 đó. Đúng phải không ba? Dạ. Yeah. Sao mặt ba kỳ vậy? Sao ba đánh con? Hôm nay là ngày đám giỗ của mẹ vợ mày. Vậy chuyện ba không nhớ là ngày đám giỗ của mẹ hả? Con không nghĩ là ba quên ngày này luôn á. Con cũng nghĩ là ba kêu con tìm hiểu về mấy chuyện liên quan tới công việc, cho nên con cứ suy nghĩ theo hướng công việc không à. Bom liên quan cái chuyện gì hả? Nhưng mà sao ba lại nổi giận với con vậy? Đi bộ ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra. Dạ con ra. Nhưng mà hôm nay là ngày tòa tháp đồ của Mỹ bị đánh bom thiệt á. Trời ơi, mệt nhức đầu quá. Hả? Việc quan trọng mà. Ông không đến được. Thì nói chung là cái chuyện đó, công ty nó có nhiều cái chuyện đang đi đê đó mà. Mình chẳng đặng đừng. Cho nên thành thật xin lỗi bà nghe. Tôi hiểu mà. Việc quan trọng. Thôi, ông cứ đi làm việc quan trọng của mình đi. Thôi, rất cảm ơn. Xin lỗi bà. Cứ tưởng là bao năm nay đón sinh nhật trong cô đơn, năm nay thì sẽ khác. Vậy mà Surprise. Hay là bà ngạc nhiên không? Nãy giờ tôi chọc bà đó, Tôi bị xứ à, ông xấu quá đi. Tôi cứ tưởng thiệt đó. Mét chú là tôi khóc rồi. Ông thiệt tình là. Thôi được rồi, bà đợi nha. Tôi sẽ đến tôi đón bà, nghe. Rồi, được, thay quần áo, đến đón liền nha. Bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Làm sao? Cô Sáu ơi! Dạ? Coi đồ ăn xong chưa, đem lên giùm con đi. Dạ. Hả? Nghiêm trọng vậy hả? Rồi, được rồi, tôi tới liền nha. Ba, đi đâu hả? Có gì á, ba phải đi thăm một người bạn, có gì mình cũng trễ chút nha con. Trời đất ơi, làm gì phải cũng trễ vậy ba? Trời ơi, cái người bạn của ba là bệnh nặng lắm ở trong bệnh viện đó, cho nên ba phải tới ba thăm, hiểu chưa? Có chuyện gì thì cũng để bữa khác đi ba. Trời ơi, một năm có gì một ngày giỗ của má con duy nhất à. Mà bây giờ ba còn dời nữa. Yên tâm đi, rồi có gì là ba về liền chứ bộ. Làm cho biết đi luôn không bằng vậy đó. Ba, khoan đã. Gì nữa đây?
cái con này. Bà xịn nước hoa hả? Làm gì có. Cái này là nhiều khi quần áo ta để trong tủ nó bị ám mùi, hiểu không? Tò mò quá. Ở nhà đi. Ba nói với con là ba đi bệnh viện mà ba xịn nước hoa rồi ba mặc đồ đẹp nữa. Đừng có nói là. Nè, nói cái gì? Nói cái gì? Tò mò. Chẳng lẽ bây giờ ngày giỗ của vợ ba, rồi ba phải nói dối con để ba đừng đi chơi à? Con nói ba về là ba về, hiểu chưa? Vậy đi. Vậy đi đâu? Ba về sớm nha. Sao mình làm cái gì cũng bị con nhỏ này nó lật tẩy hết rồi. Chẳng lẽ bây giờ ngày giỗ của vợ ba, rồi ba nói dối con để ba đừng đi chơi à? Ông chờ tôi có ngồi không? Không. Ủa, mà sao nhìn mặt ông hình như có chuyện gì đó thì phải? Không ơi, vì tôi đến sớm mà tôi sợ trễ cho nên đến sớm để chờ bà mà. Có chuyện gì thì cũng để bữa khác đi ba. Đợi một năm có như một ngày giỗ của má con duy nhất à, mà bây giờ ba còn dời nữa. Ở đây không khí trong lành ghê vậy đó. Hay là mình ngồi nán lại đây một lát rồi hỏi đi nha ông. Được. Mời bà. Bữa nay nhìn ông đẹp trai thiệt đó. Nhìn kỹ mới thấy ông cũng biết cách diện đồ lắm đó chứ. Ba nói với con là ba đi bệnh viện mà ba xịt nước hoa rồi ba mặc đồ đẹp nữa. Đừng có nói. Chẳng lẽ bây giờ ngày giỗ của vợ ba, rồi ba nói dối con để ba đừng đi chơi à? Đừng có nói. Ông ơi, ai đó như con quá. Quá. Đâu phải con quá. Bà có sao không? Đây, nắm tay tôi dịu lại. Ông buông ra đi. Chỉ vì tưởng người ta là con quá, ông đỡ đẩy tôi đứng như vậy hả? Không phải, xin lỗi đi. Bị tôi bằng tự nhiên bà la con quá. Ông càng ngày ông càng quá đáng. Suốt ngày chỉ biết giấu giếm gì thì gặp nhau làm gì nữa. Tôi xin lỗi mà. Không tiếp tục bước vào hệ lẹ lúc như vậy nữa đâu. Quà ơi, ông ta không liệu ơi. Thôi mà xin lỗi. Liệu. Tại vì tôi hết hồn thôi mà Liệu. Ông buông ra đi mà kệ tôi. Liệu à, công lại nhìn làm ai đó rồi không biết làm gì tôi nữa. Làm ơn đi mà. Alo. Bà có sao không? Rồi. Có sao không? Thằng kia phải đứng lại. Đứng lại. Gì mày? Mày đứng lại. Mày không làm gì vậy? Tao nói cho mày biết, mày đúng người đàn bà đó. Tại sao mày không xin lỗi? Quay lại xin lỗi. Này, không có đâu. Bà đụng vào tôi mà. Không đâu. Tao thấy rõ hồn rằng mày quay lại xin lỗi. Quay lên. Không. Thôi đi mà. Đó. Nhà ta trong cuộc cái nhà ta nói thôi rồi. Ông là cái thá gì mà ông ồn ào ấy? Mày nói tao là cái thá gì? Nói cho mày biết tao là tao là người yêu của người đàn bà đây. Bà ta là Lê Ơn Công Tàng Tôn Nữ Lễ Liễu. Còn tao là Đỗ Tú Tài, bạn trai của bà. Trời ơi, tôi xin lỗi đi mà. Trời ơi, có ai xưng tên đâu mà ông xưng tên thế này. Trời ơi. Ông đánh tôi. Ôi trời ơi, bơ đàn gương ơi. Đánh không. Thì được rồi, bây giờ bác khai tên và địa chỉ giùm con. Có cần phải khai cái đó không? Có chứ. Bác là người đã chủ động tấn công trước. Bác điền đầy đủ thông tin vào trong biên bản này. Nhưng mà mấy anh có liên lạc rồi báo cho gia đình tôi không? Thì đương nhiên là có. Bác điền thông tin nhanh giúp con. Bác ơi. Bác. Tên tôi là Đỗ Thú Vi. Hiện tại bác đang sống ở đâu? Nhà nó ở Củ Chi.
Em ơi, ở nhà hết nến rồi, để anh ra ngoài mua nha. Ờ, anh đi mua giùm em đi. Dạ bác à. Dạ. Con đi kiểm tra tất cả rồi, không ai tên là Đỗ Tú Vi ở khu vực đó cả. Có phải bác đã cố tình khai tên hoặc địa chỉ giả đúng không? Không, ba má đặt tên là Đỗ Tú Vi là cứ Đỗ Tú Vi thôi. Ủa, sao hồi chiều ông ấy tự xưng là Đỗ Tú Tài mà? Ủa nào? Thì hồi chiều lúc ở công viên đó. Ờ, ông tưởng tượng á. Bác à, tên thật của bác trai là gì ạ? Thì người ta nói là Đỗ Tú Vi, có nghĩa là Đỗ Tú Vi. À. Bây giờ tôi về được chưa? Dạ được. Liễu, chờ tôi với Liễu. Liễu, bác ơi, buông tôi ra. Mình chưa xong đâu bác. Phải để tôi nói. Liễu, bác ơi, anh buông tôi ra. Tôi khai hết rồi. Bà với cô Liễu, để tôi đây ta. Buông ra. Chưa đúng không? Bà đang làm việc tiếp bác ơi. Vậy hôm nay làm đám giỗ trễ là tại ba hả? Mày nói cái gì? Nào, nói cho mày biết, con qua nó mà biết chuyện này, thấy không? Là ngày nay năm sau là giỗ của con, hiểu chưa? Dạ, dạ, ba cứ yên tâm, con tuyệt đối không bao giờ hé miệng, ba hãy tin ở con. Ngậm miệng lại, giữ bí mật. Dạ, con hứa mà. Hai người làm cái gì mà sành xì vậy? Rồi làm gì mà giật mình vậy? Giật mình... Giật mình đâu mà giật mình, cái con này. Sao tự nhiên anh đi chung về với ba vậy? À, anh đi mua nến, cái anh gặp ba. Gặp ở trên đường. Ba đi thăm bệnh về gặp nó ở trên đường, hiểu chưa? Đi mua nến rồi gặp ba. Nến đâu? Nến đâu? Đi gặp ba trước rồi mới đi mua nến. À, vậy đó. Nói cái gì vậy? Anh mới nói với em là anh đi mua nến rồi gặp ba. Bây giờ nó gặp ba là mua nến là sao? Có nghĩa là ý chồng con nó nói là gặp ba trước rồi sau đó nó mới đi mua nến, con hiểu không? À, đúng, bà đã đúng á. Ừ. Gặp ba trên đường đi về. Hai người bữa nay có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Có cái gì đó mà mày hạch hỏi gì kỳ vậy? Không nói thì thôi. Vậy bây giờ anh nói anh đi mua nến. Nến đâu? Nến đâu? Cái thằng này, đầu óc chồng con bây giờ nó lung tung lắm. Quên trước quên sau. Quên nến ở chỗ mua rồi phải không? dạ đúng rồi. Con quên nến ở chỗ mua. Để anh đi lấy. Con đi. Mau lên. Sao bao nhiêu nhà đi? Ngốc. Ngốc. Ủa, bà đâu ra đây vậy? Còn hỏi nữa hả? Tao phải trốn vợ mày, tao ra ngoài đây tao chạy theo mày. Trời ơi trời. Mày lại lỡ mày nói là mày đi mua nến rồi mày mới gặp tao. Thì cứ vậy mà nói đi. Mày nói ngược lại đây chi? Vợ mày cho nó nghi ngờ ra. Dạ, tại lúc đó con không có cầm nến trong tay cho nên. Sao mày không biết nói là em ơi, tại vì anh để quên nếm ở tiệm và anh quay lại lấy vậy thôi. Ờ ha. Sao con nghĩ ra ta? Ờ ha. Con ơi, con ngu quá con ơi. Giao bí mật cho cái thằng ngu như mày thì tao là cái thằng ngu ngốc nè. Con ngu thiệt đúng không ba? Bây giờ tao không cần biết nha. Những gì mày làm thì bây giờ mày phải chịu trách nhiệm, hiểu không? Dạ, con sẽ chịu trách nhiệm. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không bao giờ mở miệng. Người ta thường nói mà, thấy không? Làm chung với những kẻ ngu ngốc là tự sát. Quả là không sai. Bây giờ không nói nhiều, rác con tự bày ra thì bây giờ con tự dọn đi. Giờ đi lên. Bây giờ em hỏi anh một lần nữa, anh có khai hay không? Anh nói là anh không biết gì hết tiệp à. Giờ đi lên. Bây giờ có khai hay không hả? Anh nói không biết thiệt mà. Chết lắm. Anh tưởng em là đồ ngốc hả? Bây giờ anh có khai hay không? Khai không? Ngày hôm qua ba không hề đi thăm bệnh, đúng hay không? Trời ơi, hỏi chưa trả lời nữa là nghỉ rồi. Xin lỗi. Chị ơi, có điện thoại ở trường. Bây giờ không trả lời đúng không? Bà làm gì vậy ba?
Làm gì? Có gì đâu làm. Bây giờ em đếm 1 tới 5 mà anh không trả lời em là anh biết tay em. 1 nè, 2 nè. Tao không biết vậy rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó vô. Cái gì vậy? Sao vô phòng không có cửa? Trường gọi điện thoại tới cho chị nè. Cảm ơn em. Anh, lát vô phòng em lấy bông băng thuốc đỏ nha. Tôi nghe ạ. Ba định anh chị hả ba? Định cục xin. Nhiều chuyện. Dạ. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Dạ tôi sẽ lên trường liền. Dạ. Dạ. Hên cho anh đó. Lát nữa về đi rồi tôi xử anh sao. Giơ nó lên. Trước khi đi không một xử cái nữa hả? Giơ nó lên. Kẹp lại. Giữ nguyên hiện trường này. Lát về tôi xử lại bên kia. Trời ơi, quá. Sao rồi, sao rồi, sao rồi, sao rồi? Nhẹ nhẹ ba. Nó làm cái gì con? Hả? Kể cho ba nghe. Cô ấy tra tấn cánh tả của con. Trời đàn ông nhưng mà chịu đựng dữ vậy. Ba chịu đựng nổi không? Quan trọng ở đây á là không cho nó biết, hiểu không? Con biết rồi, nhưng mà con nghĩ không nói thiệt không được đâu ba ơi. Trời. Bây giờ mình còn cách nào biện minh khác không ba? Biện minh cái con khỉ, bây giờ nói khác con này nó nghi ngờ liền. Ở đây là gì? Giữ bí mật, bây giờ con phải chịu trách nhiệm cái lời của con nói. Không cho nó biết, hiểu chưa? Dạ, nếu như vậy cô ấy sẽ không dừng lại ở cánh tả đâu, mà còn sẽ chuyển qua cánh hữu. Chịu đựng, chịu đựng. Dạ, con biết rồi. Con sẽ chịu đựng vì ba mà. Ba sao vậy? Nó về hả? Dạ đâu có. Mày làm hết hồn mày. Con đi dưỡng thương mà. Ông tìm ai? Ông Liễu. Ông Đỗ Tú Vi. Ông gặp tôi có chuyện gì không? Liễu ơi. Ông từ Củ Chi lên Sài Gòn có chuyện gì không vậy? Bà đừng có giận tôi nữa mà Liễu. Nè, ông tham quan Sài Gòn vui vẻ nha. Bữa nay tôi bận rồi, không rảnh đi tiếp ông đâu. Làm ơn cho tôi cơ hội. Làm ơn đi, đừng có đụng tôi. Bà Liễu ơi. Ông buông ra. Buông ra đi mà, không được nói câu nào nữa. Làm ơn cho tôi vào, tôi rất là bận. Cho tôi giải thích đi mà. Liễu ơi. Liễu ơi, bị hôm qua là cái ngày đám giỗ của vợ quá cố của tôi mà. Liễu. Liễu. Ông vừa nói cái gì? Là đám giỗ của vợ ông à? Ừ. Sao? Chuyện này rất là quan trọng, sao không nói cho tôi biết trước? Ông này tuyệt tình là tại sao không nói cho tôi biết chứ? Giỗ kịch đó đó, lúc nào mình coi lại chẳng được hả ông? Đột quỷ à. Giá như ông nói cho tôi biết trước á thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Bị hôm qua tôi phải bỏ cả cái đám giỗ đó đây mà tôi đi với bà. Mà nếu con qua mà nó biết được á, nó sẽ không để yên đâu. Bà cũng biết tính nó mà. Cứ nghĩ là bà phải tổ chức sinh nhật trong cô đơn lạnh lẽo, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn là tổ chức cái sinh nhật cho bà thật hạnh phúc. Ông mà đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Xin lỗi Liễu nha. Mà tôi đói bụng quá. Hay là tụi mình đi ăn món gì nha. Tôi ưu tiên cho ông chọn trước á. Ông thích món gì tôi sẽ ăn món đó. Bà thích món gì là tôi ăn món đó luôn. Tôi sao cũng được. Giờ tới đá củi tôi ăn còn thấy ngon mà. Thiệt hả? Thiệt. Nhớ nhà. Nọ, ông ăn đi. Ngon không? Anh Ngọc. Anh Ngọc. Anh đứng lại đây cho tôi. Ủa, anh tưởng anh trốn tôi được hả?
không biết thiệt mà. Không biết. Ai à, đâu à trời. Bây giờ anh có khai không? Anh với bà đang làm cái gì hả? Anh không coi à. Ở ngoài đó đừng có la nữa. Trong này vân tâm lắm. Hai ba lắm. Năng lượng mặt trời có lắm. Cứu con mẹ ơi. Sao rồi? Con lại ra không được nữa hả? Không ra, không ra. Đợi mày một chút, mày vô liền. Nè, đứng yên ở đây đợi em nghe chưa? Mày vô liền. Con này. Nè, con có nói gì cho nó biết không? Dạ, hả? Dạ không. Bà ơi, với tính cách của cậu, trước sau gì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra thôi. Bà coi cách giải quyết giúp con nghe, con chết bà. Không được nói nghe chưa? Với tính cách nguồn gốc của con á, chỉ có cách đó là cách duy nhất. Chịu dở vậy? Chịu dở chút xíu mà đang đau 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 cái gì? Thì gọng lên, dán cái miệng lại, hiểu không? Nhắc lại lần cuối, rác mà con thải ra đó là con phải tự dọn nghe chưa? Trời ơi! Anh đâu rồi? Anh ra đây cho tôi! Chết cột bà! Bà! Bà cứu con! Bà cứu con! Đi ra! Đi ra! Anh ngã! Bà cứu con đi mà! Trời ơi! Mày lên phòng của mày đi! Không được đâu! Đi! Vô trong kia cũng được! Cũng được kia đi! Bà không! Anh chết chẳng cho tôi nghe chưa? Anh đâu rồi? Hả? Anh Long, anh đứng lại cho tôi. Thằng thiệt tình ngu ngốc. Anh đi ra đây cho tôi. Ra đây. Em biết anh ở trong này mà, anh trốn hả? Anh không biết gì hết thiệt à. Không biết thiệt á. Không biết hả? Không biết mà. Không biết. Ủa dạ. Chết anh với tôi nghe chưa? Ây da. Anh không biết thiệt mà. Ây da. Ây da. Tay. Cái gì mà la dữ vậy? Gãy tay anh rồi. Trời ơi. Sĩ ơi, em để em bị gãy tay rồi nè. Sĩ ơi. Anh để em bị gãy tay rồi kìa. Trời ơi, sao rồi con? Gãy tay rồi hả? Trời ơi, làm sao giờ? Con ráng. Ôi, sorry, sorry. Ráng chịu kiên cường. Mày kiên cường lên con ơi. Con sẽ chịu trách nhiệm. Ráng lên. Bày tâm, con sẽ chịu trách nhiệm mà. Thôi, không có nói ba trong mày. Không có nói ba trong mày. Anh đâu chị? Anh ở trong kìa, nhanh lên. Sao đi gãy tay dữ vậy anh? Anh thấy có sao không? Thấy tám ông sao luôn gì sao, đau quá à. Đưa đi bệnh viện liền đi. Vậy anh cố gắng chút xíu nha. Đứng dậy thêm, đứng dậy được không? Được, được. Dạ, đau quá à. Chết được rồi. Cái gì mà yếu ớt quá à. Dạ không sao, không sao, không sao đâu. Không sao đâu. Lễ Quy, con phải luôn giữ khí tiết nha con. Giữ khí tiết cho ba. Hú hồn. Ủa, dạ, cô sao lấy đồ đi giặt hả? Dạ. Ê, khoan đã. Dạ, có chuyện gì cô? Ừ, đưa cho con đi. Nó dơ lắm rồi, để tôi đi giặt. Đưa đây cho con. Dạ. Ờ, cô đi làm việc gì thì làm đi. Dạ. Ngựa hoang là ăn pháo của mày. Suy nghĩ cái gì nữa, thua đại đi con ơi. Làm gì cũng dòm ba dữ vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống ba vậy. Ba.
Ủa bà. Ủa. 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 Gì vậy? Ủa. 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 Tại sao mày làm cái trời ơi lắm lưng phòng của con chứ? Tao biết con nghĩ được không? Phải. Trời ơi. Trời ơi. Bà ba bình tĩnh, bình tĩnh. Con nói rồi. Con hổ bụi gian vào mắt. Cụ hổ dục chứ không có thể cái chuyện kia. Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại đó. Tôi nói bà là hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Nghĩ hả? Bà ơi tôi ông con không có chứ. Bà ơi, bà nè, nhấn cái nút này thôi là quay được phải không em? Dạ đúng rồi chị, nhưng mà chị dùng máy quay để làm gì? Sao mà nó ngu dữ vậy ta? Có chuyện gì hả ba? Thôi, mày đi rồi. Ra ngoài. Dạ. Mau lên. Phải có cái chuyện gì đấy. Dạ, chú giáo rồi con. Tôi gọi hồi nào? Bộ cái tiếng đó là cái tiếng gọi hả? Đó là khối u não. Bị u não sao? Phải. Rồi tới giai đoạn nào rồi thưa bác sĩ? Rồi có trị được không bác sĩ? Khối u đã lan sang rất nhiều chỗ. Kết quả xét nghiệm cho thấy nó đang tiếp tục di căn. Rồi sao nữa bác sĩ? Nếu phẫu thuật thì kết quả thành công cũng rất là thấp. Em ơi, em ơi. Ông còn dám dán cái mặt của đây nữa hả? Đồ xấu xa tồi bại. Đi ra ngoài. Đi. Mẹ ơi, mẹ giữ gìn sức khỏe mời. Mẹ khổ quá con ơi. Đi mau. Đi mau. Bà hiểu lầm rồi. Chuyện không phải là như vậy đâu. Mẹ cho cơ hội giải thích đi mẹ. Nghe mẹ, mẹ đừng có giận quá. Hiểu lầm. Dạ, dạ. Mẹ không có hiểu lầm anh. Đi ra mau. Đi ra. Tôi không muốn thấy cái mặt anh. Tôi không muốn thấy cái mặt anh. Đi. Đi. Bà đi ra ngoài đi. Mẹ ơi. Đừng có qua. Mẹ ơi, con thương mẹ. Mẹ quá quá con ơi. Đi mau. Nói rồi không nghe. Ba. Hả? Đi ra ngoài đi. Ở đây mẹ xô tùm lum xà la hết rồi kìa. Dạ. Mẹ. Mẹ muốn ăn uống gì không mẹ? Mẹ không thiết tha ăn uống gì hết đứa con ơi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.